Sáng 26 tháng 2, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã có báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy Bình Định về kết quả điều tra, xác minh vụ việc có người đến nhà đe dọa Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh này. Theo đó, ông Võ Văn Tiễn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định, đã có hành vi cho người đến nhà hâm dọa ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định. Vụ việc xảy ra khi lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định chuẩn bị xử lý kỷ luật đối với ông Tiễn. Theo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định, hiện đơn vị này đang xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, khối cơ quan tỉnh Bình Định về cách xử lý kỷ luật đối với ông Võ Văn Tiễn theo đúng quy định. Như báo Người Lao động đã thông tin, một ngày gần đây, nhà riêng của ông Tạ Xuân Chánh ở thành phố Quy Nhơn bất ngờ xuất hiện một đối tượng xăm trổ đến dùng lời lẽ đe dọa: "Đừng có làm mạnh, làm nhẹ nhẹ cho tôi, làm mạnh không được đâu." Lúc này ông Chánh không có mặt ở nhà, tuy nhiên sự việc đã được camera nhà ông Chánh ghi lại. Ngay sau đó, vụ việc đã được ông Tạ Xuân Chánh báo cáo lên Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Bình Định.